Mới đây, Mobifone đã kết hợp với iFlix Việt Nam ra mắt gói cước xem phim và video mới với tên gọi Video Data iFlix. Với gói cước này, người dùng sẽ sử dụng không giới hạn dung lượng tốc độ cao và hoàn toàn không mất phí cho các dịch vụ của iFlix, bao gồm các chương trình truyền hình, phim truyện. Vậy làm sao để có thể sử dụng được những tiện ích này từ nhà bạn Mobifone? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần tư vấn của Sống Kết Nối ngày hôm nay. Mobile phone hiện có các loại gói cước dành cho dịch vụ video data iFlix là XP30 mức phí 40.000 đồng một tháng, X30 mức phí 100.000 đồng một tháng và X4G mức phí 120.000 đồng một tháng. Để đăng ký sử dụng, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp DK cách mã gói gửi 999. Ví dụ, DK cách XP30 gửi 999, DK cách X30 gửi 999 hoặc DK cách X4G gửi 999. Đặc biệt, từ nay cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2017, Mobile Phone dành tặng một tháng sử dụng miễn phí dịch vụ xem phim iFlix cho tất cả các thuê bao Mobile Phone đăng ký tài khoản iFlix. Chi tiết xem tại website mobilephone.vn hoặc tổng đài 1800 1090.